Đây đây là bẫy gì đây? Bẫy rắn. Bẫy rắn à? Ừ. Đây của bọn nào nó bẫy à? Ừ, bọn nó bẫy rắn này. Ủa ếch to nhỉ. Hay nhỉ. Ếch này lâu thì nó cũng chết đi đúng không? Ngá to chưa? Nó mà cứ ẩm nó không chết. Bẫy bẫy rắn. Nắm ếch chưa? Qua đi. À được mỗi con ếch. Bẫy. Cứ bắt lên mang bằng vào chỗ nào bẫy. Chắc chuộc đấy. Mang về làng có chỗ nào nhiều rắn bẫy? Không, nó bẫy rắn để ở kia. Bẫy rắn. Ếch nó mồi. Thả cóc chứ. Ôi bỏ đây em về thịt đấy. Để đây, ở nhà có hai con không ăn thua rồi, bắt ở trong này không ăn thua rồi. Chỗ này khó bắt lắm. Ui giời to. Nhặt con nó sống nó chạy giờ. Khó bắt lắm, trong này khó bắt, không ăn thua không hiệu quả. Bắt xuống dưới này, xuống bạn dưới này. Ôi về khu vực này đi. Bỏ lốt này đi chứ không có đâu.